Hello, hello, anh em Phương. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn phần luyện nghe của cái bài số 5 xin việc làm tiếng Hàn trung cao. Chúng ta sẽ vô phần 1 là Arabopsita. Thì ngoài rin chẳng tức cô này vô cách thùm nhận tổng cơ đang tạo đến miếng xa xếp sở. Phần này tôi không dịch ha, các anh chị các bạn hướng xì thì chuyên định trả rin chẳng mù lá sở à chích chì bôn sơ rin một nét sở yếu một nét sở. Tức là cái ngày mà mình nộp hồ sơ là không biết, cho nên là đã không gửi hồ sơ kịp, nó chưa gửi hồ sơ. Thì cái này phần mình nói là gì ha, mình sẽ đọc những cái câu này, sau đó mình để mình luyện nghe các chị các bạn có thể nghe để các bạn chọn đúng hơn. Tiếp theo ở đây giờ cha cân nhắc gì ok đây mình nè, chỉ bên hắn sụp option do cái người con gái này không có kinh nghiệm cho nên là phải không thể học, không học hồ sơ được ha. Đó giờ cho nên bị hết sợ mình chấp sẽ mình bốn nên vì sao cả chưa đó đó sự mình ta so với ngày xưa thì bây giờ cái việc mà phỏng vấn trực tiếp là một số công ty phỏng vấn trực tiếp là coi như là giảm đúng không? Bốn nên nè mình chấp sẽ mình bốn nên vì sao cả chưa đó đó sự mình ta thì chắc câu này chắc cú là sai rồi các anh chị các bạn. Mình có thể dự đoán nó là sai nhưng mà trước hết mình phải nghe là như thế nào, mình dự đoán nó, mình đọc nó, mình cũng hay dự đoán được đúng không? Tại vì ngữ nghĩa mà mình đã hiểu nó, chị các bạn, ha. Ở đây tôi sẽ cho các anh chị nghe ba đoạn này ha. Rồi mình bắt đầu từ đoạn này đầu tiên. Hương sĩ, Ý, Hương 씨는 이번 채용 공고에 지원했어요? 원씨 이번 채용 공고에 공고에 지원했어요. 언 합당 무슨 일 하나 참. 아니요. 지원 서류가 뭔지 잘 몰라서 아직 못했어요. 집에 가서 인터넷으로 확인해보고 지원할 거예요. Anh không đâu, chỉ muốn sửa đồ cả, muốn chỉ chẳng muốn lá sợ, à chứ, muốn thích sợ, chỉ biết cả sợ internet sửa đồ, có hiện hay bố cô, chỉ muốn hắn cười rồi, không biết nội dung mà phải nộp cái gì cho nên phải về nhà kiểm tra, xong rồi nộp he. Thì câu chuyện đầu tiên này là chỉ muốn sửa đồ muốn thích sửa, biết ngay, biết gì, không biết ngày nộp như là lúc nào cho nên là không nộp được đúng không? Đấy là gì đúng không các bạn? Câu này hoàn toàn là sai. Rồi, này là không biết ngày nộp là không đúng mà là không biết hồ sơ phải nộp gì nên là sai. Tiếp theo. 오늘 공고가 난 회사는 대학 졸업자 이상이면 지원 서류 낼수 있어요? 오늘 공고가 난 회사는 대학 졸업자는 이상이면 지원서는 낼수 있어요. 네, 그런데 경력 사원을 모집하기 때문에 경력이 있어야 지원할 수 있어요. 네, 그런데 경력 사원은 모집하기 때문에 경력이 있어야 지원할 수 있어요. 맞죠? Phải có kinh nghiệm mới được thông báo là có kinh nghiệm đúng không? 아, 그렇군요. 그럼 저는 안 되겠네요. 아, 그렇군요. 그럼 저는 안 되겠네요. 안 되겠네요. 맞죠? 맞죠? 이거 này là 지원할 수 없어요. 이거 này là đúng cái gì qua? 이거 này chọn, 이거 chọn. Tiếp. 요즘 회사는 보통 면접 시험을 두번 이상 보는 요즘 회사는 보통 면접 시험을 두번 이상 보는 것 같아요. 맞죠? 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 예전에는 필기 시험에만 합격하면 취직된 걸로 알았는데, 이제는 면접 시험이 아주 중요해졌어요. 맞아요. 이전에는 필기 시험에만 합격하면 취직된 걸로 알았는데 이제는 면접 시험이 아주 중요해졌어요. ngày xưa thì phải viết không là đậu là nhưng mà không đúng à, ngày nay bây giờ phải tăng lên nhiều về cái đầu là ý này ngược lại này cái này dùng x các anh chị các bạn sai ha, câu này sai thì đó bạn nghe nó cũng phải tương đối là không phải là dễ các anh chị các bạn ha, mà nghe phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Tiếp theo để chọn được cái này theo anh chả anh thức cô máy nên cơ sinh stick hay chụp show mua giấc về xa nên công ty mậu dịch tạm chu cả gì và quân sơ chấp su cái này yeah, phiên kỳ siêu kỳ gani tới từng tới là từng tới mà công ty nó là gì thi ha thi gì
nộp hồ sơ hay là hồ sơ gốc hay là thi viết. Mua giấc về sở nên internet chấp số bằng môn chấp số man hành tạo cô hé hỏi không nhận hồ sơ thì thông qua là internet hoặc là trực tiếp, thì cái này như thế nào các bạn phải nghe xong các bạn chọn nghe cái gì các bạn. Cái này là đúng là nó tương đối là cũng không phải là khó mà cũng phải là dễ ha các thì các bạn, cho mình phải nghe lại nghe nhiều thôi. Thế thì dưới đây các bạn loan xin nữa nè, mình chấp sự ông tới mùa nẻ kinh doanh y tế rồi chuẩn bị lên mã đi hết rồi, nó hai trường hợp các bạn này như thế nào. Mình chấp sự ông ấy sao nên tại tập mình chẳng ham nhớn đó, chả xin ít kê tại tập hay giá cho anh chấm xuôi đến bắt xin xuôi tờ hai cái điểm nào được các chị bạn mình đoán đi. Hiển nhiên là cái thứ hai là được rồi, phải có tự tin ở trên đây là phải chuẩn bị nhiều là được đúng không. Vì lên mạng đi hết SEO là ok. Ở đây chả xin xuôi kê sao nên chả xin đi chẳng thành cho muốn chả xin đi chả chốt với tệ hay sao chẳng xưa giờ hành tờ cái nào đúng cái về điểm yếu mạnh của mình mới đúng. Dù cho mình nên cha kết chừng bóng sao hoàn toàn chẳng hơn mỹ sơ giá với sao hoàn sinh ra chẳng hành tạo cô sinh các hệ họ bóng sao hoàn toàn là đúng hay chẳng hơn là cái này quan trọng ha. Đó mình không cần nghe bài mình cũng đánh stick được cái gì các bạn ha. Bây giờ mình nghe thử cái gì các bạn.1. 어제 모집 공고가 난 무역 회신은 전형 일정이 어떻게 되는지 알아요? 어제 모집 공고가 난 무역 회사는 전형 인정이 어떻게 되는지 알았어요. 아까 게시판에서 봤는데 다음 주까지 인터넷으로 원서 접수를 하고 며칠 후에는 필기 시험을 보는 것 같아요. 아까 게시판에서 봤는데 다음 주까지 남자라면 인터넷으로 원서 접수를 하고 마친 후에는 필기 시험을 보는 것 같아요. Nếu nói mình đủ là mình có thể đúng không, mình thấy là mình trả lời được rồi đúng không đó. Mình tới từ đầu về tạm chu ca gì thì mình chọn là quên su nè, quên sơ chấp su kỳ can đi vô nè đó không. Rồi tiếp theo là gì, đó là internet chấp su nè, mình chọn ngay luôn hai man hắn tao cô hiểu các chị các bạn không, chọn này luôn hai đúng không, hai cái stick này đó các chị các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ có là internet chấp số đúng không, tiếp theo là mẫu thứ hai 이쉼표 그럼 방문 접수나 우편 접수는 안 되나요? 인터넷이 잘안 되거든요. 그럼 방문 접수나 오픈 접수는 안 되나요? 인터넷이 잘안 되거든요. 이번 지원은 인터넷에서만 받으니까 제 컴퓨터로 이번 하세요. 지원은 인터넷으로만 받으니까 제 컴퓨터로 하세요. 제 컴퓨터로 하세요. 그런 지 các bạn câu trả lời luôn ha. Nói chung là câu trả lời mình nào trả lời luôn hết câu rồi. Đoạn thứ hai nhé.루이엔 씨, 이번 주에 면접 시험을 본다고 했죠? 꼭 합격하세요. 루엔 씨, 이번 주에 합격 시험을 본다고 했죠. 꼭 합격하세요. 합격하세요. nhớ đậu nha. Lần này thi phải vấn đáp đó anh chị các bạn. Chớ tố.저도 그러고 싶은데 너무 긴장돼요. 그러고 싶은데 너무 괜찮대요. 면접 시험에서는 보통 뭘 질문하는지 아세요? 면접 시험에서는 보통 뭘 질문하는지 아세요? 보통 뭐 phỏng vấn trực tiếp thì người ta sẽ hỏi những câu hỏi gì các anh chị các bạn biết được không?회사에 지원한 동기를 많이 물어보는데 Với sao chị tổng kia lên mạng đi muốn đưa nè무엇보다 자신 있게 대답해야 좋은 점수를 받을 수 있어요. 무엇보다는 자신 있게 대답해야 좋은 점수를 받을 수 있어요. và tự tin trả lời tất cả câu hỏi về các hoạt động mục động cơ xin việc làm là gì thì mình có thể là được ha. Chỉ muốn hành tung kỳ động cơ xin việc làm ha. Cứ đi gỗ. 그리고 면접에서는 첫인상이 중요하니까 밝은 표정으로 인사를 잘 하는 것도 중요해요. 그리고 면접에서는
chất in sang này chất chất in sang là ấn tượng đầu tiên là chung gió hả đi cả bán kênh phiêu dân ở đó à, in sang lên chạn hai nên kịch tô chung gió hết họ chung gió hết tòa không cho nên cái đoạn này mình sẽ chọn là kinh chăng à, y tê họ là không không trả xin ít kê tê tắp hay già à, chọn trong số bắt tên số ta à, ý là gì là các bạn kết cùng nhau 그렇군요. 면접 준비는 많이 못해서 걱정했는데 다음에 또 모르는 게 있으면 물어볼게요. 그렇군요. 먼저 준비는 많이 못해서 걱정했는데 다음에는 또 모르는 게 있으면 물어볼게요. 물어본 게또 sao không biết gì nữa tôi sẽ hỏi các anh các bạn giúp giúp đỡ tôi nha. Thì phần lý nghe của các bạn này mình sẽ chọn ha. Là này là kinh trang y tế ổ và trả xin ít kỳ tập hay anh ta thì những đoạn này là mình sẽ chọn như vậy ha. Bạn nghe bên đây nó cũng vậy ha. Các gì các bạn có thể tương tự như vậy ha. Bên cạnh mình có bạn nghe của cái phần phía sau nó cũng vậy ha, nó giống như lặp đi lặp lại ý này, thì rồi phía sau là phần nghe của một bạn nghe nữa thì là hả, thì chủ lực là phần nghe này mình sẽ nghe và đánh dấu như vậy ha. Ở đây mình cũng sẽ nghe chọn cái bài à, tôi lộn đây để nghe này, để nghe này thì phần này cũng vậy ha, cũng phải sẽ có một cái bài nghe cho các chị các bạn nghe. Giờ mình nghe thử ha.한화 씨, 오늘 뉴스 봤어요? 와시는 뉴스 봤어요? 요즘 취업률이 낮아져서 큰 문제가 되고 있대요. 요즘 취업률이 낮아서 저큰 문제 있대요. 지금 일하면 그냥 뭐 나오래 탑 와. 너 랑? 우리도 곧 취직을 해야 하는데 걱정이네요. 우리도 꼭 취직은 해야 하는데 걱정이에요. 또 muốn đậu có việc làm nhưng mà giờ cũng đang bị lo lắng quá, căng thẳng luôn nè. Không.제가 알고 있는 선배도 요즘 취직을 못해서 많이 걱정을 하고 있어요. 제가 안고 있는 전 선배도 요즘은 취직을 못해서 많이 걱정은 하고 있어요. 소방 자격증도 다 따놓았는데 경기가 안 좋으니까 취직하기 힘들대요. 너무 제가 안고 있는 선배도 요즘 취직을 못해서 많이 걱정하고 있어요. 필요한 자격증도 다 놓았는데 경기가 안 좋아하니까 취직하기 힘든데요. 맞아요. 맞아요. 작년에 비해서 직원을 채용하는 회사도 많이 줄었고, 인턴 사원을 채용하는 곳도 실력 있는 사람들이 많이 지원을 해서 경쟁이 정말 심하대요. 인턴 인턴 사원이요? 사원이요? 그게 뭔데요? 그게 뭔데요? 회사에서 일을 하기는, 하지만 정규 사원이 아니라 얼마 동안 회사 업무를 익히며 일하는 직원을 말해요. 정식으로 취직하기 전에 자신의 적성을 확인할 수 있는 장점이 있지만 정규 사원으로 되는 사람이 많지 않다는 것이 문제지요. 그렇군요. 경기가 빨리 좋아져야 취업 문제가 해결되는데 정말 큰일이네요. đó các bạn nghe hết không? Thì đoạn thoại mình nghe xong cái mình sẽ chọn những câu hỏi này các chị các bạn à, chọn câu hỏi gì là mình sẽ chọn là à, một là tròn à, đúng nè, câu này đúng nè, câu số 2 là sai, câu số 3 là đúng và câu số 4 là x à. Thì các bạn chị mình thôi mình thử gì hay để các chị các bạn thử đánh vô xong các bạn chị đọc đi, đọc xong mình chọn là mình chọn câu nào đúng anh chị các bạn. Hai này mình sẽ chọn là 2B là đúng ha. 2B là đúng. Số 3 là internet income saver ơi mình sẽ chọn mình mua simica. Đây mình nói là chân kêu xe mô đô siêu sao quên ở đâu ta nên sao mi mạnh chi anh tha, tức là sau khi thử việc công việc đó rồi mà hầu như họ thích công việc đó chắc là ít lắm. Nó là gì, chân kêu sao quên ở đâu ta nên sao mi mạnh chi anh tha, mạnh chi anh tha à, cái gì mà thì phần lượng nghe của bài số 5 khóa tiếng Hàn trung cao đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi. Cũng như tôi đã nói, phần luyện nghe các bạn, các anh chị có thể download cái MP3 trên mạng về máy tính của mình, điện thoại của mình và nghe nó liên tục để mình luyện nghe nó bài, nhận dạng được hình dạng của nó ha, cái dạng bài của nó là gì để khi đi thi mình không bỡ ngỡ ha. Mình luyện nghe nhiều lần thì mình sẽ lên trình độ thôi các anh chị các bạn. Cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video.